Đắk Lây là địa phương có nhiều sông, suối, đồi núi bao quanh, nên mùa mưa thường xảy ra sạt lở, ngập lụt. Mùa mưa bão năm 2024, cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần chủ động phòng chống thiên tai. Thôn Đắk Rang, xã Đắk Bét, nằm dọc bờ sông Poco, nên hay xảy ra sạt lở. Hiện nay, thôn có 6 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao, trong đó có hộ chị Y Nhật. Ngôi nhà của chị nằm treo leo, gần sát bờ vực sông với độ sâu khoảng 10 mét. Việc ngôi nhà bị sạt lở chỉ là vấn đề thời gian. Nhờ ban ngành đoàn thể thôn tuyên truyền vận động, gia đình chị sẵn sàng di dời trong tình huống khẩn cấp. Nếu là lúc lũ, lúc lên thì sẵn sàng để dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi lên thôn. Gọi máy hàng xóm để giúp người nhà trong nhà này. Trong đó thì an toàn hơn. Nếu mà có chấp có ý ở lại thì rất là nguy hiểm. Tại thị trấn Đắk Lây, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các công trình có nguy cơ gặp sự cố bất ngờ khi mùa mưa đến. Đồng thời, ra soát, bổ sung kịp thời vật tư, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các thôn. Hàng năm thì trên cơ sở phân bổ của cấp trên thì ủy ban thị trấn thì đã cấp các cái vật dụng có liên quan đến công tác phòng chống cứu nạn cho người dân tại các địa bàn trọng điểm như là thôn Đông Song, thôn Đắk Dung và một số vùng có nguy cơ sạt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, làm sao để tăng cường công tác chủ động ứng phó đối với cái việc mà ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Đoạn đường dài hơn 200 mét nằm cạnh con suối này là đường đi lại của 10 hộ dân thôn Đắk Dung, thị trấn Đắk Lây. Mỗi trận mưa đi qua, đường lại bị thu hẹp dần. Hiện bề rộng mặt đường chỉ còn gần 1 mét. Đối mặt với nguy hiểm rình rập, bà con nơi đây nêu cao tinh thần chủ động ứng phó thiên tai và đồng thuận đóng góp tiền và ngày công để sửa chữa tuyến đường, đảm bảo an toàn. Tại vị trí này thì nó không những là nước mưa nước lũ mà còn một số những cái thời điểm tức là ảnh hưởng xả lũ của thủy điện trong đầu nguồn thì là nhiều khi nó lên đến ngang đường và nó cuộn nó làm xoáy lở đất. Thì chúng tôi cũng rất muốn là đóng góp để làm nhưng mà nó quá lớn, cho nên là cũng mong muốn rằng là các cơ quan chức năng rồi nhà nước quan tâm đầu tư cho nhân dân để ổn định cái đường đi lại sản xuất, đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân. Những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, không theo quy luật. Vì vậy, việc chủ động phòng chống thiên tai là rất quan trọng. Thống kê sơ bộ, mùa mưa bão năm 2024, trên địa bàn huyện Đắk Lây có hơn 110 khu vực, công trình có nguy cơ ngập lụt, bị lũ quét, sạt lở, vùi lấp. Cụ thể, gồm 21 khu vực dân cư, 29 cầu treo và 62 tuyến đường. Đến nay, 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã cơ bản thực hiện đảm bảo công tác chuẩn bị về vật tư, phương tiện, nhân lực để phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ và huy động khoảng 1.000 người tham gia ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. Hàng năm chúng tôi đều xây dựng cái phương án phòng chống bão lũ. Trong đó đặc biệt là đối với các thôn là chúng tôi luôn luôn là kiện toàn và duy trì cái tổ đội xung kích tại 13 thôn làng, để đảm bảo là cái lực lượng khi có tình huống thiên tai xảy ra là khẩn cấp di dời hỗ trợ người dân về nơi tránh bão an toàn. Mặt khác thì đối với mà các cái vận dụng mà các trang thiết bị về phòng chống bão lũ thì cơ bản thì hàng năm thì phòng nông nghiệp tức là cũng bố trí một số là rọ và đá cơ bản để chúng tôi là dự phòng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tin tưởng rằng công tác phòng chống thiên tai tại huyện Đắk Lây sẽ triển khai hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.